Đeo hai trống rồi. Đứng lên đi. Thôi con đeo đi, bố đang quay phim rồi. Con đeo hai trống à? Con đứng lên đi. Chiêu nhân ơi, úi trời ơi, lùi ra không cố đầu không? Nào đeo một chân nào, một chân, hai chân, nào, hai chân, tỉnh bằng, nào, nu na nu nông, anh không phất cờ, Messi Messi anh bảo cho, đưa đây anh làm cho nhé, một, hai, ba, okay. Dừng ra đấy. Hát đi con. Gầy quá con. Give me fire.
Giang San à? Chị đến thì hai chị em suốt ngày chạy chọe. Ngày chạy chọe. Chị tham ăn à? Chị có cái kẹo mà thằng này đuổi theo mà hai chị em khóc ầm ĩ ở nhà. Vớ và chị tham ăn. Về nhất định không về. Và sao hóa ra là chờ mợ mang bánh gato về. Tại vì trưa nay cậu bảo là chiều mợ đi làm về, chiều cậu mua về. Thế là mẹ cứ... Mai là mua nhá, trẻ con thì khi cứ nói đùa đùa mà quên không mua nữa. Con bánh gato không? Gato. Mẹ là bánh gato năm nhá. À bố xuống tủ lạnh để cho con bánh gato đi. Bố. Bố Hương. Bố yêu. Này mẹ xếp này con này. Mẹ xếp không? Con có biết xếp không? Không đái đâu, vừa mới xi mà. Nè. Thế thằng này mà xi nhiều có thành là đái rất. Ê, còn hơn là đái dầm ra thì nó ướt cho bẩn đấy. Này này mẹ kéo cái quần lên nó yêu. Con chị Giang San này con. Alo chị Giang San à? Chị Giang San con gọi điện cho chị đi. Chị đi. Này thôi lên đây, trèo lên đây xếp chú với mẹ này. Lên đây. Đi rồi. Ui, đi rồi à? Đi rồi chị. Đi cứ đi cứ. Đi đợi tí, đừng có đi cho quân nó bấn. Ý rồi, ra đây mẹ bế ý này. Ừ, ra đây. Ok. Mẹ đánh màu bây giờ. Bếp này. Thơm mẹ nào. Yêu. Úi dạ, yêu lịch sự thế nhỉ. Là yêu lại mẹ nào. Yêu. Yêu ơi.
đưa đưa mẹ yêu nè. Mẹ yêu nè. Yêu. Yêu. Yêu mẹ không? Có anh bộ đội hành quân quà. Có thuộc bài đấy à? Mẹ. Có thuộc bài gì? Bà ơi. Mỗi bài bà ơi thôi á? Thôi. À, bài con thử bảo mẹ ơi Titi đi. Mẹ Titi đó. Mẹ ơi Titi nữa. Lại, lại. À, Titi nữa. Titi không? Titi. Titi nào? Titi đó. Cay lắm, đúng rồi. Thế còn Titi nữa không? Có. Có sao cay vẫn Titi á? Titi. Không Titi nữa, mình người lớn mình không Titi nhá. Đó. Vâng ạ. Thế tối ngủ với ai? Bà. Thế ông ngủ mẹ à? Mẹ. Thế đó. Tối ngủ bố không? Bố. Ngủ bố hay ngủ bà? Bà. Ngủ bà có ti bà không? Bà chơi ra. Ý ti bà xấu nhỉ? Xấu lắm. Thế tối thích ngủ với ai? Bà. Lại ngủ bà nữa? Nữa. À thế có đi chơi không? Chơi. Chơi ở đâu? Chơi ở. Chơi ở đâu? Chơi. À thế chỉ cho bố xem là mắt đâu? Mắt đây. Tai đâu? Đây. Mũi đâu? Đây. Chán đâu? Đây. Tóc đâu? Đây. Tóc cơ mà. Tóc. Đây. Miệng cười xinh đâu? Đây. Miệng cơ mà. Miệng đó. Đúng rồi. Ngược con. Đấy. Con xếp đi. Đấy. Xếp như nào? Ui giỏi thế. Số 9, đấy lại chuẩn đấy chứ. Thằng này giờ nó giỏi lắm. Đúng rồi, ngoan quá. Thế từ chú đây. Không phải rồi, sai. Đây. Không phải con ạ. Đây ạ. Số 8 con xếp vào đi. Đúng rồi, ngược quay cái đầu kia đi. Bà ngược cái không biết điều đấy, đúng rồi. Chuẩn đấy. Rồi nhỉ. Cái này chả mấy thì chơi xếp hình nhỉ. Đấy. Đúng rồi. Rồi rồi. Hello. Bên cạnh ấy, bên cạnh. Ngược lại. Ngược lại. Ngược lại bên cạnh cơ mà. Thôi xếp số khó trước đi con. Mẹ bảo không phải như thế. Đây, bên này mà. Bên cạnh, đây là số 3, số 2 con bị mất rồi. Đây này. Chân. Rồi, tiếp đi. Tiếp đi con. Ủa, chân bẩn lắm. Vâng. Hello. Rồi. Đúng rồi. Số 5 ở đây con này. Số 5 ở đây. Ngược rồi. Ngược. Quay lại đi. Đây. Đúng rồi. Chuẩn đấy. Được mấy. Chuẩn. Được đó. Được quá. Số 5 ở đâu? Gần số 6, đúng rồi. Sao con trai mẹ dạo này giỏi nhỉ? 5. 5 đây con này. 5 này, 5. 5. 6. 6. 7. 7. Đây, 7 đây. 7. 8 đây. 8 đây. 9 đây. 9 đây. Đúng rồi, con đếm lại mẹ xem là 1 là 0 đâu. 0. 0 cơ mà, số 0 ấy. 0. 0 đây. Không ơi. 1 đây. 1 đây. 2 đây. 2 đây. 2 đây cơ mà con. 2 đây. Rồi 3 đâu? 5 đây. 6 đây. 6 đây. 7 đây. 7 đây. 7 đây cơ mà. 7 đây. Học kiểu gì ấy? Tập trung vào tí đi. 8 đâu? 8 đây. 8 đây cơ mà. 8 đây. Chứ 9 đâu? Từ chơi. 9 đâu? 9 đây ông tướng này. 9. Ừ. Cái 9 đâu? Cái tôi đó. Con nói kiểu nguyện.
anh kinh như lương mạng kinh nhỉ? Anh Trung bây giờ là đang quay tư liệu. Để sau này nhớ lại. Xong chưa? Đẹp hơn để con bây giờ con có P2 để màu sắc này. Chiều khóa của anh gọi em là nhắc bạn là 8 giờ cái đấy. Hôm qua vào bữa Tùng là bữa thứ nhì nghỉ đâu thế vì à? Không, em bữa số 3. À đấy à. Còn cái thằng thật đời vô đội bữa không cần chối ưng chung mới là vô địch. Rồi, anh sang đến Tùng sang bên này. Tuân mua máy quay không anh bán máy này? Thất nghiệp bán được nhiều rồi. Bao nhiêu tiền rồi? Mua 24 triệu bán rẻ 9 triệu. Bao nhiêu? 9 triệu. Em 24 triệu bán rẻ 3 triệu. Lượng cái nhóm mua. Lượng sợ chứ. Bán rẻ quá là sợ chứ, sợ có vấn đề. Hai cầm luôn. Chiều hai. Trao tay luôn là tiền trao đóng mua. Con nói mẹ thế nào? Chị đi nó. Nói đau hoài muốn nghe xem này.
tình bằng có cái trông cơm kẻ này theo vốn mới bòn 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 một mây tăng tình con hiên một mây tăng tình con hiên gõ từ gõ tiếp đi con bánh không phải là bé để chơi thôi không mở có mở không không mở đâu để chơi thêm gò đi tùng tùng có cái trống cơm kèm nè mà vợ đi thôi ấy đã không kiến đầy giường ấy con ơi rồi nó đốt được xương người đấy cầm cái nữa đi ngon không đậy vào cầm cái nữa ăn đi đậy bóng có hỏng hết à ngon lắm ngon lắm đậy vào rồi ăn dần nó giòn lắm chị cầm cái này đậy vào nhá tại sao không đậy vào tít đếm mấy cái bánh nào đếm đi 1 2 3 4 này bánh như ngon này ăn còn cái bánh không loại mà nó cứ nát rồi nó như không ăn đâu để bà lấy ra tít một cục ra nhá rồi cất đi nhá ngon lắm giòn tan rồi cảm ơn đi có một cái hạt nho hả đấy, nhận ra ngay hay hạt nho đấy con bật vi tính đi đã khỏe khỏe em và bạn có thể cho quà những cuốn sách lớn không? Ừ. Ừ. Bạn em là người hâm mộ truyện tranh mà. Từ điển bách toàn thì anh hùng. Hãy cùng xem đi.